Năm bảy, phẩm khen tánh chắc thật. Khi ấy Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện: Đại Bồ Tát, khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa là hành pháp chắc thật hay là hành pháp không chắc thật? Thiện Hiện đáp: Đại Bồ Tát, khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa là hành pháp không chắc thật, chẳng phải hành pháp chắc thật. Vì sao, thưa tôn giả Xá Lợi Tử? Vì Bát Nhã Ba La Mật Đa không chắc thật, tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba La Mật Đa cũng không chắc thật. Thưa tôn giả Xá Lợi Tử, vì pháp không nội không chắc thật, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh cũng không chắc thật. Thưa tôn giả Xá Lợi Tử, vì chân như không chắc thật, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ cũng không chắc thật. Thưa tôn giả Xá Lợi Tử, vì thánh đế khổ không chắc thật, thánh đế tập diệt đạo cũng không chắc thật. Thưa tôn giả Xá Lợi Tử, vì bốn tịnh lự không chắc thật, bốn vô lượng, bốn định vô sắc cũng không chắc thật. Thưa tôn giả Xá Lợi Tử, vì tám giải thoát không chắc thật, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ cũng không chắc thật. Thưa tôn giả Xá Lợi Tử, vì bốn niệm trụ không chắc thật, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo cũng không chắc thật. Thưa tôn giả Xá Lợi Tử, vì pháp môn giải thoát không không chắc thật, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện cũng không chắc thật. Thưa tôn giả Xá Lợi Tử, vì bậc cực hỷ không chắc thật, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân cũng không chắc thật. Thưa tôn giả Xá Lợi Tử, vì năm loại mắt không chắc thật, sáu phép thần thông cũng không chắc thật.